em mày nghĩ nên 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 đi kiểu như này hay là đi kiểu như này cái hình của mày nữa nha. Đó, ấy là hình là một hình như vậy. Một lại tủ cái này cây hả? Cái này chắc đẹp rồi. Nghe chưa đó? Hả? Chưa.
Thank you.
Này cho miếng bò nè. Chị ơi, mình ăn đi. Đó nó ăn xong. Mình mua là
cái kia. Đúng rồi. Trời Yeah.
Thank you.
Ổn không anh? Đâu phải gì tin đâu. Anh nói sai rồi không cho. Anh nói sai rồi không cho. Đang nói với chị. Trời, đồ ăn Bến Giang ngọt kinh khủng luôn á. Bữa em ăn cái tô phở cũng như là nước dừa đổ vô nấu nữa mà hết à. Thường là em sẽ hút hết gần hết nước tô phở luôn mà không có luôn. Trời, cá chiên ngon nha. Chất lượng nó chắc nữa đi ăn được vậy. Đậu bún nguyên bún hủ nữa anh chị. Chưa đi ăn luôn à? Chứ không biết là cái có nữa. Kêu thôi anh đừng làm cơm nước cho anh em nó thì buồn riêu thì thôi đi ăn. Yeah.
được, em không ăn măng được. Anh chưa hết nữa. Các chiến ngon nha, chiên hoài luôn á. Sao chị kiếm được quán này vậy chị? Chị ăn trước đó hả? Em thích ăn cá. Hãy
trong luôn đó rồi. Lỗi lắm. Em quay, em chỉ quay cho anh em cắt này. Ờ, 2020 là em cứ làm rồi. Em có bán bánh phụ yên chiên á. Xong ngon vừa ăn vừa quay lại. Cũng tiền quá. Phụ yên mắc mà. Mà lúc nó bán với em nó được lắm á. Kiểu tuổi dần với tuổi rồng á mà làm chung với nhau bán được sao á. Miếng gà ở miếng gà chứ. Ớt ở đây là ớt kiểu Bắc luôn á. Hiểu không? Không phải tương ớt làm. Mà là tôi thấy có cái một loại ớt mà. Đó là cái tương ớt bình thường, không phải tương ớt bỏ sỉ, mua sỉ đâu mà chợ đó không à. Là vậy đó. Ủa biết à, nói biết à, mày qua à, biết à, chồng à, cái phần thập cẩm này có gà nữa nha mọi người. Gì? Có nằm vừa chạy về nhà chưa kịp để xe hay là lên rồi đi xuống ấy đi mèo đi em tại nó mũi vậy trời ơi á à, vừa bước vô là biết hả nguyên động mèo luôn xong hắt xì có mùi đúng không nó có mùi không hử được mùi gì hết trơn á nhưng mà chắc là lỗ mũi hử được đã rồi chứ thì phải chán rồi. Mình hay lên đâu vậy? Gần đây có gì? Gần đây có không? Quên. Đây mà có sao tới ở tô tôi đỡ lẹ luôn.
Chưa. Này mới là nâu thôi nha, chưa đỏ nha. À, đứa này có tua không? Không biết, chưa coi, bây giờ chưa coi thành phẩm. Nói này đủ quay lại nha. Bà cô đang làm móng đó, sao cứ nhìn nó hoài vậy trời. Bà ấy tao quay clip vlog nữa hả? Nếu mà không biết nhìn gì có gì vậy. Găng thanh với gạo. Có đậu. Có đậu. Cô cho xin miếng tương lẹ lẹ. Miếng tương vậy? Tương đen á. Tương ớt ở đây hơi chua. Hơi vị. Chua mà. Nếu cô không đem ra nhanh thì con sẽ chấm nước mắm. Ok, mà bà đem nhanh. Thấy cô đang chiết chiết ra kìa. Cũng gần hết rồi, lười quá. Ta chiếc buổi chiều bắn súng. Ôi, nhìn nhỏ rồi kìa. Mọi người tôi ngước lên, thấy bạn nhìn nước rồi, thấy bạn nhìn. Mọi tôi ngước lên, thấy bạn nhìn nước rồi, thấy bạn nhìn. Đã sợ mình ăn cái tiền đấy rồi. Ở đâu? Ở đâu rồi? Tôi ăn tiền không vậy? Ê! Không nha bà. Tính chịu khoản mà. Ủa tôi tưởng bà có đem tiền. Rồi xong tập này là tập ăn phở rửa chén. Đó là tình trạng chung, tôi nghĩ bà đem tiền. Hay quá, đứa này nghĩ đứa kia đem. Chắc là còn phải trả tiền phòng nữa. Chuyển khoản đi. Chuyển khoản rồi. Có đâu? Hả? Cái gì? Đó. Hướng của bà sao mà thấy được? Bộ đã lép rồi. Trời ơi, còn miếng thịt nữa. Tôi đặc biệt 47 này. Cũng ok. Sống quá ai. Gì? Ủa không gì. Trà đá nữa má. Quên. Nói luôn con cũng vậy. Hả? Con cũng vậy. Mất khi nào mà nhớ nữa. Tắt đi. Chưa. Đúng rồi. Nước trong đây nè. Đúng rồi, tính tiền. Ủa cho con hỏi. Có đem. Bà này á. Có đem mà sao hay. Hay diễn quá à. Mỗi ngày là một vai diễn à. 88.000. Kém nữa rồi. Diễn sợ chơi. Tôi sẽ làm một cái YouTube là reaction diễn. POV khi bạn tiền mặt. Phải không? Cái nó phải dạng POV hay là reaction? Nút miếng ăn nhắn á. POV reaction là giống như bà coi clip của tôi á. Xong bà quay lại cái kiểu cảm của bà. Bạn có đem tiền đem giả vờ nó không? Bà xem xuống cho đứa bạn. Khùng nghĩa sai. Bữa nay tôi làm cái bao quê là giả giọng Nguyên gọi điện cho mọi thứ.
về con yêu ơi. Người vợ biết làm tiền quá.